Chương 16. Nata lên đây ở chơi với tôi, công tước tiểu thư Maria nói. Bá tước và phu nhân nay mai cũng sẽ lên. Tình trạng bá tước phu nhân hiện nay rất nguy kịch. Nhưng chính Nata cũng cần đi bác sĩ. Hai cụ đã bắt buộc chị ấy phải lên đây với tôi đấy. Phải, gia đình nào mà chẳng có chuyện buồn riêng. Pio quay về phía Nata nói, cô ạ, à, hôm ấy đúng vào lúc họ giải phóng chúng tôi. Tôi có trông thấy cậu em thương quá cậu bé đáng yêu như thế mà nata nhìn chàng và như đáp lại lời chàng đôi mắt nàng càng mở to và sáng long lanh có thể nói gì hay nghĩ gì để an ủi bây giờ pio nói không thể được tại sao một cậu bé đáng yêu tràn đầy sức sống như vậy lại phải chết phải thời buổi chúng ta thật khó lòng mà sống nổi nếu không có lòng tin tiểu thư maria nói phải phải hoàn toàn đúng thế Pio vội vã ngắt lời. Tại sao? Nata nhìn chăm chú vào mắt Pio hỏi. Còn tại sao nữa? Tiểu thư Maria nói, chỉ riêng ý nghĩ là bên kia sẽ có. Nata chưa nghe hết lời tiểu thư Maria đã lại nhìn sang Pio có ý dò hỏi. Và cũng là vì, Pio nói tiếp, chỉ có người nào tin có thượng đế dìu dắt chúng ta mới có thể chịu đựng được một tổn thất như tổn thất của phu nhân và của cô, Pio nói. Nata đã mở miệng nói một câu gì, nhưng bỗng dừng lại. Pio hấp tấp ngoảnh mặt đi và lại quay sang hỏi tiểu thư Maria về những ngày cuối cùng của bạn chàng. Vẻ bối rối của Pio bây giờ hầu như đã biến hết, nhưng đồng thời chàng cảm thấy cả sự tự do thoải mái trước kia của chàng cũng biến mất, chàng thấy rằng trước mọi lời lẽ, mọi hành động của chàng bây giờ đều có một vị quan tòa và lời phán xử của vị quan tòa ấy chàng tôn trọng hơn hết thảy bất cứ lời phán xét nào của mọi tòa án trên thế gian chàng nói, và cứ mỗi lời nói ra chàng lại cân nhắc xem xét nó có thể gợi lên trong lòng Nata một ấn tượng như thế nào. Chàng không cố ý nói ra những điều có thể làm nàng vừa lòng, nhưng khi nói ra một điều gì chàng đều đứng trên quan điểm của nàng mà tự phê phán. Công tước tiểu thư Maria, như xưa nay vẫn thế, miễn cưỡng kể lại tình trạng công tước Andre khi nàng gặp lại. Nhưng những câu hỏi của Pio, đôi mắt thẳng thốt của chàng, Khuôn mặt trung trung vì xúc động của chàng dần dần buộc nàng phải đi sâu vào những chi tiết mà nàng vẫn sợ không dám ôm lại dù chỉ trong tâm trí mình. Phải, phải, thế đấy. Pio nói. Cả người cúi về phía tiểu thư Maria và khát khao nghe nàng kể. Phải, phải thế là anh ấy đã bình tâm lại. Anh ấy đã dịu lại. Anh ấy xưa nay vẫn dốc hết tâm hồn đi tìm một điều duy nhất, làm sao trở thành một người tốt hoàn toàn, cho nên anh ấy không thể sợ chết được những khuyết điểm của anh ấy, nếu có, không phải do tự bản chất. Thế nghĩa là anh ấy đã dịu lại. Pio nói, anh ấy gặp lại cô như vậy thật hạnh phúc quá chàng bỗng quay sang nói với Nata và nhìn nàng với đôi mắt đẫm lệ. Mặt Nata run run. Nàng cau mày và cúi đầu nhìn xuống đất một lát. Nàng phân vân không biết có nên nói không. Phải, đó là hạnh phúc, nàng nói khẽ, giọng trần trầm, đối với tôi thì đó chắc chắn là một niềm hạnh phúc, nàng im lặng một lát mà anh ấy, anh ấy, cũng nói rằng anh ấy đang mong gặp tôi khi tôi đến. Giọng nói của Nata nghẹn ngào. Nàng đỏ mặt, siết chặt hai tay trên đầu gối và bỗng nhiên, hẳn là cố lấy sức tự chủ, nàng ngẩng đầu lên và bắt đầu nói nhanh, khi rời moskva ra đi chúng tôi chẳng hay biết gì cả. Tôi không dám hỏi thăm tin tức anh ấy. Thế rồi bỗng nhiên Sonia nói với tôi là anh ấy đang cùng đi với chúng tôi. Tôi không nghĩ ngợi gì hết, tôi không thể hình dung tình trạng ấy ra sao, tôi chỉ thấy cần gặp anh ấy, cần ở bên cạnh anh ấy. nàng nói hỗn hỉnh, giọng run run và không để ai nhắc lời, nàng kể một hơi những điều mà nàng chưa bao giờ kể với ai, tất cả những gì mà nàng đã trải qua trong ba tuần lễ đi đường và ở lại Zarosac. Pio há miệng nghe nàng kể, đôi mắt đẫm lệ không rời nàng. trong khi nghe nàng, chàng không nghĩ tới công tước Andrei, không nghĩ đến cái chết hay đến những điều nàng kể. Chàng nghe nàng nói và chỉ thấy xót thương nỗi đau khổ mà hiện nay nàng đang trải qua trong khi kể. Công tước tiểu thư, mặt méo máu vì cố nén nước mắt, ngồi cạnh Nata và lần đầu tiên nghe kể lại những ngày cuối cùng trong cuộc tình duyên của anh nàng với Nata. Có thể thấy rõ rằng câu chuyện kể đau đớn và vui mừng này là một nhu cầu thiết yếu đối với Nata. Nàng kể, pha trộn những chi tiết vụn vặt không đâu với những điều bí mật sâu kín nhất và có thể tưởng chừng nàng sẽ không bao giờ kể xong được có những điều nàng nhắc đi nhắc lại đến mấy lần. Sau cánh cửa chợt nghe tiếng đe sang xin phép cho Nicoluca vào chào cô đi ngủ. Thế là hết, chỉ có thế thôi, Nata nói. Nàng vụt đứng dậy khi Nicoluca vào, bước nhanh gần như chạy ra cửa, va và đầu vào cánh cửa lấp sau bức rèm, và với một tiếng rên rỉ không hiểu vì đau hay vì buồn, nàng chạy ra khỏi phòng. Pio nhìn khung cửa nàng vừa chạy và không hiểu nổi vì sao bỗng thấy mình chỉ còn trơ trọi lại một mình bơ vơ trong vũ trụ. Công tước tiểu thư Maria chợt làm cho chàng sực tỉnh, nàng nhắc chàng lưu ý đến đứa cháu trai vừa đi vào phòng. Khuôn mặt Nicoluca hao hao giống bố, giây phút mũi lòng này đã làm cho Pio xúc động đến nỗi sau khi ôm hôn đứa bé chàng vội vã đứng dậy, lục tìm chiếc khăn mùi xoa và đi ra phía cửa sổ. Chàng muốn cáo từ tiểu thư Maria, nhưng nàng giữ chàng lại. Không, tôi với Nata nhiều khi đến 2 giờ sáng mới đi ngủ, xin anh ngồi lại một lát. Tôi bảo dọn bữa khuya. Anh xuống nhà đi, chúng tôi sẽ xuống ngay. Trước khi Pio bước ra, tiểu thư Maria bảo chàng, đây là lần đầu tiên Nata nói đến anh ấy như thế đấy.